Năm sự thật thú vị về chó Chihuahua mà có thể bạn chưa biết. Thứ nhất là Chihuahua là giống chó có kích thước nhỏ nhất thế giới. Một bé Chihuahua trưởng thành chỉ cao khoảng 15-23cm và cân nặng tối đa chỉ vỏn vẹn 3,5kg. Chúng được nhiều người ưa chuộng cũng vì kích thước siêu mini này, thậm chí còn được chủ nuôi bỏ vào túi áo mang theo mỗi khi ra đường. Thứ hai là Chihuahua có trí thông minh vượt trội. Tuy có kích thước cơ thể bé nhỏ nhưng bộ não của chúng thì không hề nhỏ chút nào, mà ngược lại còn rất thông minh. Chihuahua cực kỳ lanh lợi, khôn ngoan, đồng thời khả năng học hỏi và tiếp thu của chúng cũng thuộc hàng nhất nhì trong các giống chó. Thứ ba là Chihuahua là loài chó cực kỳ kiêu hãnh, trái ngược với vẻ bề ngoài yếu ớt, thực chất bên trong đây lại là một giống chó rất mạnh mẽ, có cái tính về tích độc lập. Khi đối mặt với những kẻ thù có thể lớn hơn rất nhiều lần so với cơ thể của mình, chúng không hề cảm thấy sợ hãi mà lại còn rất hiền dạ. Thứ tư là Chihuahua trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Giống chó này luôn hết mực trung thành với chủ nhân của mình. Khi được người khác yêu thương chăm sóc thì chúng cũng đáp lại với tình cảm chân thành. Có nhiều trường hợp ghi nhận trên thế giới, khi chủ nuôi qua đời thì Chihuahua cũng sẽ rất buồn rầu, bỏ ăn uống và ra đi không lâu sau đó. Thứ năm là Chihuahua được bình chọn là một trong những giống chó nên nuôi. Chúng là một trong 10 giống chó được bình chọn nên nuôi làm thú cưng bởi sở hữu đầy đủ những nét tính cách tốt như năng động, lanh lợi, sống tình cảm. Ngoài ra giống chó này cũng có khả năng giữ nhà rất giỏi, luôn cảnh giác với người lạ với tiếng sủa rất đanh thép. Tôi biết phúc mà là